Sáng nay, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm truyền thống thanh niên Việt Nam ngày 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2024 và 19 năm thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương ngày 8 tháng 8 năm 2005, ngày 8 tháng 8 năm 2024. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang 74 năm của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng, phát huy truyền thống anh hùng. 19 năm qua, các cấp hội thanh niên xung phong Bình Dương luôn được các cấp ngành, đoàn thể tỉnh quan tâm với những chính sách chăm lo hỗ trợ thiết thực như tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, giải quyết chế độ chính sách, xây dựng, sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội, tặng quà tri ân, quà Tết với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội đã đóng góp gần 2 tỷ đồng lập quỹ nghĩa tình đồng đội cho hội viên vay vốn, tăng gia sản xuất, cải thiện điều kiện kinh tế, góp phần chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các hội viên. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã trao tặng 50 phần quà tri ân cho cán bộ hội cựu thanh niên xung phong qua các thời kỳ và hội viên thanh niên xung phong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.